Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Ok, các anh chị, các bạn thân mến, Mr. Hill đang ở ngay trên cầu Nguyễn Trung Trực của thị trấn Dương Đông, Phú Quốc. Thì hôm nay Mr. Hill thấy đẹp trời, cũng như là có cái niềm hào hứng để mà đi ra ngoài này thở không khí trong lành. Biết thấy mặt mình đâu, đeo khẩu trang nãy giờ, mở ra chút xíu nha. Ok, ở ngoài này cũng rất là mát mẻ, không khí trong lành. Thì mọi người đang thực hiện giãn cách xã hội, mình cũng giãn cách xã hội luôn. Mình ở đây mình đứng quay mình, mình không tiếp xúc ai hết. Và hôm nay mình có mặt ở ngay chỗ cầu Nguyễn Trung Trực ở thị trấn Dương Đông. Mình sẽ quay cái đoạn đường đi từ cầu Nguyễn Trung Trực này đi đến chùa Sư Muôn, là một điểm địa danh mà cũng khá nổi tiếng ở huyện đảo Phú Quốc này. Thì khách du lịch cũng hay đến chùa Sư Muôn để tham quan và viếng cũng như là thắp hương để mà cầu an. Thì hôm nay mình sẽ quay review lại đoạn đường đi từ cầu Nguyễn Trung Trực này đi đến chùa Sư Muôn sẽ có những gì hấp dẫn, có gì hay, mình sẽ quay lại hết cho các bạn xem nha. Mùa này cũng không có đông khách du lịch đâu, nên mình quay cũng thoải mái để cho các anh chị và các bạn xem thật là đã luôn nha. Ok, mình sẽ ra những tập phim tiếp theo là sẽ review những cái đoạn đường đi từ trung tâm thị trấn Dương Đông đến những điểm du lịch mà khách du lịch hay đến, và cũng như những điểm mà có thể đến du lịch mà khách du lịch chưa biết đến. Ok, mình sẽ review hết để cho quý anh chị và các bạn có cơ hội để biết thêm nhiều về Phú Quốc, có những nơi đẹp và những nơi mà có thể đến mà chúng ta khám phá ra điều gì hay ở Phú Quốc còn đang chờ các bạn nữa. Hãy cùng xem với Mr. Hill làm những tập phim này nhé. Và bây giờ mình đi thôi, lên đường tới chùa Sư Muôn khám phá nào. Yeah, go! Quên bỏ cái đón vô ba lô rồi mới đội cái đầu nó không bảo hiểm lên được. Lo đi không à. Ok, rồi giấy an toàn bật nón lại. Ok các anh chị, bây giờ mình sẽ thả tàu, thả dốc, xin lỗi. Mình sẽ thả dốc từ cầu Nguyễn Trung Trực, mình sẽ di chuyển từ từ đi đến cái địa điểm là chùa Sư Muôn nha các anh chị. Các anh chị các bạn thân mến, mình đang đi trên con đường này gọi là con đường Bạch Đằng. Đó, mình vừa thả dốc xuống thì đi con đường này là con đường Bạch Đằng. Hiện giờ rất là vắng, đường rất là vắng. Đó, và mình sẽ đi vòng qua con đường tiếp theo là con đường 30 tháng 4. Và từ con đường 30 tháng 4 này mình sẽ chạy thẳng, thẳng hoài luôn. Thì đi tầm khoảng 8 cây số thì sẽ đến chùa Sư Muôn. Đó. Thì Mr. Hill dự đoán khoảng đó từ cầu Nguyễn Trung Trực đến ngay chùa Sư Muôn là tầm khoảng 8 cây số các anh chị các bạn. Ok, trên đoạn đường thì chúng ta sẽ có cái điểm mình ghé lại đầu tiên. Đó là Bưu điện Việt Nam và phòng vé Superdome. Ok, go. Ok, các anh chị, các bạn thân mến, mình đang ở ngay vị trí là phòng vé Superdome. Hôm nay là thứ ba, nhưng mà đóng cửa hết trơn rồi. Đấy các anh chị,
Thì các anh chị và các bạn đến Phú Quốc mà cần mua vé tàu á, đi di chuyển để từ Hà Tiên hay là từ Gạch Giá qua Phú Quốc thì đến đây mua, hoặc là từ Phú Quốc di chuyển chiều ngược lại đến Hà Tiên hoặc là đến Gạch Giá. Và bây giờ Super Đông cũng có mở ra một tuyến nữa là đi du lịch qua bên đảo Nam Du luôn các bạn, quần đảo Nam Du đó, thì cũng giá cũng rất là mềm thôi. Thì các anh chị các bạn có thể đến đây đặt mua vé đi qua đảo Nam Du để mà chơi luôn. Ok, number one liên vòng cho các anh chị các bạn xem. Mùa này mùa mắc dịch nên đóng cửa hết trơn rồi. Trên đường 30 tháng 4 nha các anh chị các bạn. Ok, rồi mình đi qua bên kia, sát bên là Bưu điện Việt Nam. Di chuyển, để xe đây. Ok, mình đi bộ qua mấy bước là tới Bưu điện Việt Nam. Đấy, thì Bưu điện Việt Nam thì giờ vẫn còn mở cửa. Bưu điện này là bưu điện của đảo Phú Quốc các bạn, bưu điện lớn nhất luôn nè, đó bưu điện với cái kiến trúc cổ xưa ha. Đấy, các anh chị các bạn vẫn còn mở cửa, thì đây là để người dân Phú Quốc trên đảo Phú Quốc cũng như là các khách du lịch có thể gửi bưu kiện bưu phẩm gì đó thì ra ngoài này gửi. Ok, đây là xung quanh đường 30 tháng 4, hiện giờ là 4:30 chiều. Bây giờ mình tiếp tục go đến chùa Sơn Muôn. Trên đoạn đường có gì hay mình sẽ review lại cho các anh chị các bạn xem luôn. Khu này thì là một khu trung tâm hành chính của huyện đảo rồi các anh chị các bạn. Trên đường 30 tháng 4 đó. Phía bên kia xa xa là ngoài biển đó các anh chị các bạn. Đó, phía xa xa đó, đó là biển đó, ngoài biển đó. Ok, go. Ok, bây giờ mình đang đứng ở ngay vị trí này là ngay chỗ ngã năm. Chỗ này gọi là ngã năm của thị trấn Dương Đông. À, tại sao gọi là ngã năm? Vì nó có năm ngã. Ngay chỗ này thì có đèn xanh đèn đỏ, và khu ở đây là nối kết giao thông giữa các tuyến đường là 30 tháng 4, đường Trần Hưng Đạo ở phía trước mặt các bạn, trường 30 tháng 4. Còn phía bên phải là đường Trần Hưng Đạo. Đó, bên trái là mình đi qua cho các anh chị và các bạn xem, đó là chợ đêm Phú Quốc. Chợ đêm Phú Quốc có hai cổng đó, cổng bên phải là cổng chính, cổng bên trái là cổng phụ. Đấy, chợ đêm Phú Quốc nối liền với con đường đi vô trong chợ, đó là đường Bạch Đằng. Đấy, ok, mùa mắc dịch nên vắng lắm. Chợ đêm đã đóng cửa rồi. Và bây giờ mình tiếp tục đi thẳng con đường 30 tháng 4 để di chuyển đến chùa Sư Muôn nha. Ok, go. Và bây giờ mình tiếp tục đi thì phía bên phải này các bạn sẽ thấy có cái văn tế nghĩa đường. Rồi các bạn thân mến, mình đi một đoạn qua bên ngã năm thì mình sẽ thấy bên phải có một cái chỗ gọi là nhìn như là cái chùa vậy đó, nhưng mà thật sự đó là cái hội tương tế người Hoa ở Phú Quốc, còn gọi là nơi đây thờ phủ quan thánh đế quân. Đấy, đây là một cái hội của, tương tế của người Hoa ở Phú Quốc các bạn. Ok, đó các bạn thấy cái cột tháp cao cao đó không? Ở phía xa cuối con đường đó là ra tới biển luôn đó, thì cột tháp đó là tòa tháp của bên chỗ viễn thông đó các bạn, đó, tòa tháp viễn thông đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi di chuyển trên đoạn đường 30 tháng 4 nha. Kế bên cái hội tương tế người Hoa là có cái trường mầm non của hội tương tế người Hoa luôn, đó là trường mầm non Khai Trí. Trường này thì cho con em của người dân huyện đảo được gửi vô đây học rất là nhiều. Ok, được 30 tháng 4 hôm nay đẹp quá, vắng te luôn. Đối diện chỗ
Hội Tiên Tới Người Hoa trên đường 30 tháng 4 cũng có một cái tiệm mì của người Hoa là hủ tiếu mì Hoành Thánh Sủi Cảo Quỳnh Chí đó. Hôm nay cũng đóng cửa luôn rồi, chỗ này là nổi tiếng lắm. Một tô khoảng 40.000 cho đến 50.000, rất là ngon. Thì các anh chị các bạn du lịch đến đảo Phú Quốc thì đến ngay gần chợ đêm mà muốn kiếm cái gì ăn về món người Hoa, hủ tiếu mì gì đó, các anh chị các bạn có thể đến quán hủ tiếu mì Quỳnh Chí hen. Ok, go. Rồi các anh chị các bạn, mình chạy xe thì nó hơi bị rung á, nên anh chị các bạn thông cảm nha. Và mình đang đi trên con đường là 30 tháng 4. Mình chạy vừa chạy xe mà mình vừa quay nên không biết các anh chị có nghe rõ không. Và mình cũng cố gắng giữ được cho cái tay cho nó không có bị rung. Nếu các anh chị có coi thì các anh chị thông cảm. Ok, trên đoạn đường này thì các anh chị biết đó là buôn bán quán ăn cũng như là các khách sạn tập trung ở trên đoạn đường 34 tháng 4 này rất là nhiều. Thì vì vị trí ở khúc đoạn đường 34 tháng 4 này ngay vị trí trung tâm, và đi thẳng hoài trên con đường này thì chúng ta sẽ đến ngay chùa Sư Môn. Thì mình review lại từ đoạn đường ngay cầu Nguyễn Trung Trực đi thẳng xuống tới chùa Sư Môn sẽ có những cái điểm nào, thì các anh chị có thể nhìn qua hai bên đường các anh chị xem. Đó, bên phải thì có cái chỗ karaoke nữa nè. Đấy, chị thấy không? Chỗ này thì ai thích ca hay vô ca. Bây giờ đóng cửa luôn rồi. Ok, mình nói tiếp thì ở trên đoạn đường này đó thì có rất là nhiều cái quán cà phê cũng hay lắm. Tuy nhiên thì mình thấy là ở ngay khu chợ đêm á, các anh chị cũng có thể là mua cái quán cà phê ngay chỗ bờ sông đó, trên sông Dương Đông đó, rất là đẹp đó. Còn ở ngoài này thì quán cà phê thì các anh chị có thể kiếm những quán cà phê trên sân thượng á, có ngồi trên sân thượng cao cao á, thì chúng ta có thể ngắm được sông, ngắm được đường phố ở ngay chỗ đường 30 tháng 4 này. Các anh chị biết là bên trái của con đường đó là cặp mé sông Dương Đông luôn. Đấy, sẽ để các anh chị biết. Ngoài ra thì có những cái hàng quán bán hải sản trên đường này rất là nhiều. Thì đa phần khách du lịch đến Phú Quốc rất là thích ăn hải sản đó. Thì ai muốn ăn hải sản thì cứ đến Phú Quốc, rất là nhiều đa dạng loại hải sản luôn đó. Dọc bên đây các nhà hàng như Sông Xanh, nhà hàng Cát Biển rồi đó. Có lẩu băng chiền Kichi Kichi ở Phú Quốc luôn, bây giờ đóng cửa luôn rồi đó. Ok, nói chuyện về ăn uống ở trung tâm thị trấn thì rất là nhiều, nên cứ muốn ăn gì thì thoải mái. Trên Google search ra là đông lắm. Ok, đèn đỏ dừng lại. Các bạn thân mến, nghe mình đang đứng ngay chỗ vị trí này là ngay đèn xanh đèn đỏ, trục giao lộ ngã ba giữa đường Hùng Vương và đường 30 tháng 4. Đấy, ngay góc này là có FPT Shop và điện máy xanh luôn, điện máy xanh bên phải, FPT Shop phía trước. Đấy, các anh chị có nhu cầu về mấy cái phụ kiện điện thoại hay là những vấn đề liên quan đến điện thoại thì mình sẽ đến đây mình kiếm đồ hen. Bây giờ thì đóng cửa hết rồi. Đó. Chỗ này là ngay vị trí đèn xanh đèn đỏ Hùng Vương và 30 tháng 4. Ok, mình đi tiếp.
anh chị thấy cái núi ở phía trước không ạ? À, trên đoạn đường này mình sẽ đi ngang qua cái núi phía trước. Đấy, cái núi phía trước thì cặp bên hông đường 30 tháng 4 luôn. Đó, các bạn thấy rất là đẹp, giống như ở Đà Lạt vậy đó. Thường thì khách du lịch đến Phú Quốc thì vào mùa đông á, trời xe lạnh thì mọi người đi những cái con đường mà có núi cặp bên á thì có cảm giác giống như Đà Lạt vậy đó. Đà Lạt thứ hai ở Phú Quốc rất là mát mẻ, trong lành vì có biển các bạn. Thật sự thì ở Phú Quốc rất là hay nha. Các bạn muốn núi, có biển, muốn có sông, có suối, có đồng bằng, đó, có thành thị, có quê luôn. Nói chung là cái gì cũng có hết. Đó. Như là một cái đảo mà đầy đủ những loại hình, những điểm vui chơi, du lịch thoải mái. Và nhu cầu ở homestay của khách du lịch đến đảo Phú Quốc ngày càng hiện giờ rất là đông. Thì trên đoạn đường này á, một chút nữa mình sẽ review cho các bạn là có một cái chỗ là người dân đảo cũng như là khách du lịch hay gửi đồ từ Phú Quốc đi về Sài Gòn và từ Sài Gòn về phải Phú Quốc qua các chành xe. Thì ở trên đoạn đường này có hai chành xe nổi tiếng, đó là chành xe Mai Linh đi từ Tân Bình ở Sài Gòn ra Phú Quốc và Phú Quốc ngược lại về Sài Gòn Tân Bình, ở quận Tân Bình đấy các anh chị các bạn. Chành xe thứ hai đó là chành xe Trần Quyên. Đó, chành xe Trần Quyên phía trước á, bên phải kế bên chi cục thuế của huyện đảo Phú Quốc luôn. Thì chành xe này cũng đi từ Sài Gòn về khu quận 10, quận 5 ở đảo Phú Quốc, ở Sài Gòn, và từ Sài Gòn quận 10, quận 5 đi về ở đảo Phú Quốc. Thì các anh chị, các anh bạn có nhu cầu gửi hàng qua chành xe thì chúng ta sẽ đi trên đoạn đường 30 tháng 4 này, có những cái chỗ gửi hàng như vậy đó. Đây là chành xe Trần Quyên, mình hay gửi hàng từ chỗ này về Sài Gòn và cũng nhận hàng từ Sài Gòn ở đây luôn, về Phú Quốc ở đây luôn. Và sát bên chành xe Trần Quyên là chi cục thuế của huyện đảo Phú Quốc. Đấy. Còn bây giờ mình đang đi trên đường 30 tháng 4 nói dài, đi thẳng hoài hết cái đường này luôn, là cuối đường đó là ra tới chỗ cầu cảng Hàm Ninh, cầu bè Hàm Ninh đó, cái chỗ mà ăn hải sản nhiều á, khách du lịch hay tới ăn á. Mà bây giờ cái cầu bè đó là đã dẹp rồi, không còn nữa. Đấy, nói chung là đi thẳng hết là tới chợ Hàm Ninh đó, chợ hải sản Hàm Ninh đó, thẳng hết đường này luôn. Đấy. Còn nếu mà chúng ta đi thẳng tới cái vòng xoay á, thì chúng ta quẹo phải rồi đi về bên An Thới đó, cũng trên con đường này đi luôn. Đấy. Ngoài ra thì trên con đường 30 tháng 4 này đi thẳng hoài thì các anh chị cũng có thể là ghé ngang qua chỗ khu du lịch Suối Chanh. Đó, cũng là một địa điểm nổi tiếng ở Phú Quốc. Đây là chỗ công ty cổ phần thương mại Khải Hoàn nước mắm đó các anh chị các bạn. Chỗ này Khải Hoàn xây dựng để cho khách tham quan. Ok. Và giới thiệu tiếp nha. Đó, đoạn đường này đi khá đẹp. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi nên trời cũng hơi tối. Mình cũng cố gắng quay lại đừng có rung lắm cho các anh chị, mình đang chạy rất là chậm. Ok. Thì tới cái khúc đoạn đường này thì không có gì để review hết. Thực sự là đây hai bên đều là nhà dân hết cả. Và có những cái bản hiệu các anh chị thấy đó là những chỗ mà công ty rồi tiểu thương nhỏ thôi. Đấy.
Thì các anh chị đến đảo Phú Quốc, các anh chị đi du lịch mà dạng cá nhân hoặc là đi đội nhóm á, hoặc là đi gia đình nhỏ, các chị có thể thuê xe gắn máy đó, giống như Mr. Hill vậy nè, là mình sẽ đi thử ngoạn, đi ngắm cảnh nè đó, vừa đi vừa xem coi trên đường nó có cái gì vui hấp dẫn, có gì ngon ghé vô ăn, đúng không? Đó, hôm nay Mr. Hill đi review cho các anh chị các bạn thấy trên đoạn đường này nó show ra những hoạt động hai bên đường đó, các chị có thể xem chi tiết hơn đó, những chỗ nào mà Mr. Hill thấy ok bán đồ ăn ngon đó, những chỗ nào ok đến có thể review chụp hình đẹp đó, có ý nghĩa mà mình có thể đến tham quan du lịch được, thì Mr. Hill sẽ review hết cho các anh chị các bạn xem để biết huyện đảo Phú Quốc mình là điểm đến rất là tuyệt vời đó. Hiện giờ thì Phú Quốc đang bước vào đầu mùa mưa, bây giờ là tháng 4 rồi đấy, giữa tháng 4 rồi, nên hôm nay là mùa mưa đến sớm, hôm rày là Phú Quốc mưa hết 3-4 cơn mưa rồi. Không biết là các nơi khác đã có mưa chưa. Đấy, phía trước là một cái cổng chào. Đấy, thì cổng chào này gọi là cổng chào suối đá. Đấy, mọi người dân trên đảo gọi là cổng chào suối đá. Thì bước qua cái cổng chào này, đi qua cổng chào này là đến chỗ ấp suối đá rồi. Ấp suối đá thuộc xã Dương Tơ. Đó. Đây là ngã tư. Nối liền giữa đường 30 tháng 4. Còn cái đường này là đường tuyến chánh đó, đường đó đi về nhà Hiêu đó. Ok, mình gần tới chỗ chùa Sư Muôn rồi các anh chị các bạn. Thì mình vừa đi qua chỗ ngã ba tuyến chánh và đường 30 tháng 4 là mình đi khoảng tầm 500 mét nữa là mình sẽ tới chùa Sư Muôn. Đó, chùa Sư Muôn nằm bên phải nè, và chùa Sư Muôn tọa lạc trên núi Điện Tiên. Đó, các anh chị thấy cái núi bên phải đó, nó là núi Điện Tiên đó các anh chị các bạn. Ok, mình sẽ chạy tới nơi ngay cái cổng chào của chùa ở ngay chỗ trên đường 30 tháng 4 này luôn cho các anh chị xem ha, để cho nó trọn vẹn cái con đường này. Đó, gần tới rồi nè. Đấy, bên phải nè các chị chú ý nhìn rõ nè. Đấy, hello, ok các anh chị và các bạn, mình đang đứng ngay vị trí này là chùa Hùng Long Tự đó, còn gọi là chùa Sư Muôn các anh chị các bạn. Mở khá nói cho dễ. Ok, mình đi thẳng cái con đường này là lên tới chùa Hùng Long Tự rồi. Và đoạn đường này là đi lên nó dốc, rất là dốc nha, nó đi quằn quèo. Một chút nữa mình sẽ đi để mà review cho các anh chị các bạn lên cái đoạn đường này luôn. Ok, bây giờ mình go. Ok, các anh chị, trước khi mình sẽ nói sơ qua khu vực xung quanh ở ngay chỗ cổng chào lên chùa Sư Muôn nha các anh chị các bạn. Đây là cái cổng chào lên thẳng lên chùa Sư Muôn, còn gọi là chùa Hùng Long Tự á. Bây giờ mình quay vòng review cho các anh chị các bạn xem. Ok, đây là cái đoạn đường mới nãy mình đi thẳng nè, lên tới chùa Sư Muôn nè, là đoạn đường này là đoạn đường 30 tháng 4. Đó, mới nãy mình đi từ ở dưới lên trên này, từ Dương Đông ngay chỗ cầu Nguyễn Trung Trực á, đi thẳng lên trên này, cái nhìn bên phải, cái mình quẹo vô lên đây, đó là lên thẳng tới chùa Sư Muôn luôn. Đấy, còn ok, quẹo qua bên này á, đi thẳng tiếp tục á, ở phía sau Mr. Hill nè, là mình đi thẳng tiếp tục nữa, là mình đi thẳng đến cuối đường là đến ngay chỗ chợ hải sản Hàm Ninh, gọi là cái khu mà ai thích ăn hải sản là ra đó mà mua. Giá rẻ luôn. Rồi thứ hai nữa là trên đoạn đường này chúng ta đi một đoạn nữa thì khoảng tầm 3 cây số nữa là sẽ tới chỗ khu du lịch Suối Chanh. Ok, cũng là nơi điểm đến cho khách du lịch đến tham quan. Suối Chanh thì chuẩn bị vào mùa mưa khoảng tháng 6 á là có nước rồi, đẹp lắm. Ok, bây giờ mình sẽ go.
Ê các anh chị, các bạn thân mến, mình đang đi trên con đường này là đi thẳng lên chùa Sư Muôn, còn gọi là chùa Hùng Long Tự của huyện đảo Phú Quốc. Con đường này thì là rất là dốc nên mình sẽ không biết chạy sao để mà quay cho các anh chị thấy rõ và được tốt nhất đây. Ok các anh chị cố gắng mình xem, sẽ có đoạn mình sẽ chạy mạnh để nhanh tại lên dốc đó các anh chị đó, nên mình sẽ cố gắng quay để không bị rung. Ok các anh chị chịu khó coi, đây là cái đoạn mà dốc cao lắm nè, mình phải gồ máy lên chạy đó, nó như là lên dốc ở Đà Lạt vậy đó. Đó các anh chị thấy nhưng mà rất là đẹp. Thì trên con đường này mình sẽ đi ngang qua một cái điểm du lịch nữa, đó là chạy rắn Đồng Tâm 2. Đây, đây chạy rắn Đồng Tâm 2 đây nè các anh chị các bạn. Đó, giờ đóng cửa luôn rồi. Đó, cái chỗ này là rất là dốc nên mình phải chạy rất là nhanh. Và cũng phải cẩn thận nữa, tại trên dốc người ta đổ xuống, mình phải chạy bên cái phần đời đường bên mình. Đó. Các anh chị thấy không? Quá đẹp luôn. Hồi nào giờ chưa có quay cái đoạn mà mình chạy từ dưới chạy lên nha. Trời ơi. Ok. Đó, lên tới đây là mình đã tới được ngay chỗ chùa Sư Muôn, chùa Hồng Công Tự rồi các anh chị các bạn. Đây là cái cổng chào ở ngay đầu chùa. Rồi. Và mình vào trong chỗ bãi đổ xe, gắn máy cũng như là xe du lịch của khách sẽ đổ ở ngay đây. Ngay chỗ cái cây sắc kê nè, đó, có trái luôn. Quá đã luôn, tắt máy. Ok, mình đi tới chỗ này, mình giới thiệu khu vực xung quanh của chùa chút xíu cho các bạn nha. Go. Ok, các anh chị, các bạn thân mến, đây là mình quay từ ngay chỗ bãi đổ xe của khách du lịch. Đến mình sẽ bãi đậu ở ngay đây, rồi mình sẽ đi một vòng cho các anh chị xem. Đó, phía trước là các bậc tam cấp, cầu thang đi lên trên chùa, cái hướng lên chùa các anh chị các bạn. Chùa tọa lạc trên núi Điện Tiên. Hiện giờ mùa mắc dịch nên không có khách du lịch cũng như là hàng quán ở ngoài này bán quà lưu niệm hay là những cái chỗ phục vụ đồ ăn uống cũng dẹp luôn rồi. Đấy. Ok. Ok các anh chị các bạn, bây giờ Mr. Hill sẽ đi một vòng lia review cho các anh chị phía xung quanh phía trước chùa. Thực sự thì vắng tay con mình đây à, với một hai con chó. Ok, mình sẽ đứng ở ngoài này, mình quay lên để review cho anh các anh chị xem nha. Đó, đây là lối lên thẳng chánh điện ở chùa Sư Muôn nè các anh chị các bạn. Chùa Sư Muôn còn có tên gọi là chùa Hùng Long Tự. Hùng Long Tự là tên gọi hiện giờ, còn tên chùa Sư Muôn là tên ngày trước, ngày xưa. Bây giờ vẫn là gọi hai tên luôn, nên khách du lịch đến đây đều biết được hai tên này hết. Đấy, hai cái tên của chùa. Đấy. Ok, thì mình có làm một cái clip trước đây về chùa Sư Muôn rồi, mình sẽ đính kèm cái đường link, cái clip giới thiệu chi tiết lên trên đó có cái gì cái gì về chùa Sư Muôn ha. Các anh chị sẽ click vô xem chi tiết hơn. Còn mình sẽ dừng ở đây để mình quay lia một vòng phía trước cảnh chùa thôi. Và cái video này mình thực hiện đáp ứng cho các anh chị và các bạn biết là đoạn đường mình đi từ ở thị trấn Dương Đông ngay chỗ cầu Nguyễn Dung Trực cho đến chùa Sư Muôn thì sẽ có những cái gì trên đường, và đoạn đường trên đường đi như vậy này có những cái gì hay, rồi hai bên đường có những cái gì hấp dẫn đó, thì mình chia sẻ đến quý anh chị để biết và hình dung ra, cái quan trọng là hình dung ra cái con đường đi trên hành trình của Mr. Hill quay lại cho các anh chị á, để các anh chị thấy là nó có những cái gì và cảnh quan ra sao. Các anh chị chưa đến Phú Quốc chưa hình dung được, đúng không? Mình biết thông tin thì trên Google thôi, nên chưa biết cái video để mà xem trực tiếp như thế nào thì Mr. Hill quay lại. Và những tập tiếp theo Mr. Hill sẽ làm giống vậy á, nói chung là y vậy luôn đi. Đó, đoạn đường đi từ
trung tâm thị trấn Dương Đông, khách du lịch và các anh chị muốn khám phá đi bằng xe Honda, motorbike hay là đi xe gì đó cũng được, tùy theo số lượng mình đi. Tốt nhất là đi motorbike để chúng ta có thể là đi khám phá và xem được cảnh quan hai bên đường nó như thế nào. Thì Mr. Hill sẽ làm những cái video tiếp theo sẽ là dạng hành trình như vậy, là từ thị trấn Dương Đông, hoặc là từ ở điểm A nào đó, ở ngay chỗ khu khách sạn nào đó, hoặc là một cái nơi nào đó mà hả các anh chị và các bạn là du lịch, khách du lịch đó, hay ở, để mà đi đến những điểm du lịch để mà tham quan, hoặc là đi đến những điểm mà hấp dẫn mà Mr. Hill sẽ giới thiệu các anh chị sắp tới. Ok, bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và kênh của Đặng Hill Vlog. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cho mình ở dưới video nha. Rất là mong sự tương tác của các anh chị và các bạn để có những góp ý và những lời chia sẻ cho video của mình và kênh của mình ngày càng phát triển, giúp ích cho các anh chị và các bạn những thông tin hữu ích về du lịch ở đảo Phú Quốc như thế nào, và những cuộc sống Đặng Hill ở, và những điều thú vị ở đảo Phú Quốc có những gì, thì tôi Hill sẽ chia sẻ đến quý anh chị và các bạn cùng xem. Ok, bye bye.